Dự báo thời tiết từ 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo xu thế thời tiết trên đất liền trong thời gian 10 ngày, từ đêm ngày mùng 4 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2, tức đêm ngày 25 tháng Chạp đến mùng 5 Tết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Tết nguyên đám giáp thìn ở miền Bắc trời rét diện rộng, có nơi rét đậm, rét hại. Tại khu vực Bắc Bộ, từ đêm ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 2, tức từ đêm ngày 25 đến 28 tháng chạp, đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù. Riêng khu Tây Bắc, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Bắc Bộ là 25 độ, khu Tây Bắc 28 độ, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Ngày mùng 8 tháng 2 có mưa, mưa nhỏ dài rác, từ ngày mùng 9 tháng 2 có mưa vài nơi. Trời chuyển rét, vùng núi có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ cao nhất là 21 độ, vùng núi 17 độ. Nhiệt độ thấp nhất là 13 độ, vùng núi 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 2, tức từ ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết, nhiều nơi có mưa, trời rét, nhiệt độ cao nhất là 24 độ, thấp nhất là 14 độ, có nơi dưới 14 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, vài nơi có mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng từ đêm ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 2, tức từ đêm 25 đến 28 tháng chạp, nhiệt độ cao nhất là 27 độ, thấp nhất là 20 độ. Từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 2, tức ngày 29 tháng chạp đến mùng 1 Tết, có mưa, mưa rào rải rác, từ ngày mùng 10 tháng 2 có mưa vài nơi, trời chuyển rét, nhiệt độ cao nhất là 21 độ, thấp nhất là 14 độ. Cũng tại khu vực này, vài nơi có mưa, trời rét, nhiệt độ cao nhất là 25 độ, thấp nhất là 15 độ. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 2 đến mùng 5 Tết. Tại khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, từ đêm ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 2, tức đêm 25 đến 29 tháng chạp, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 29 độ, thấp nhất là 20 độ. Từ ngày mùng 9 đến ngày 14 tháng 2, tức ngày 30 tháng chạp đến mùng 5 Tết, khu vực này có mưa, mưa rào rải rác, từ ngày 14 tháng 2 có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất là 24 độ thấp nhất là 16 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 2, tức đêm 25 đến 29 tháng Chạp, khu vực này ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 31 độ, thấp nhất là 22 độ. Từ ngày mùng 9 đến ngày 14 tháng 2, tức 30 tháng chạp đến mùng 5 Tết, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, từ ngày 14 tháng 2 có mưa vài nơi, phía Nam ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 31 độ, thấp nhất là 20 độ. Khu vực Tây Nguyên từ đêm ngày mùng 4 đến ngày 14 tháng 2, tức từ đêm 25 tháng chạp đến mùng 5 Tết, khu vực này ít mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất là 32 độ, thấp nhất là 16 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, từ đêm ngày mùng 4 đến ngày 14 tháng 2, tức từ đêm 25 tháng chạp đến mùng 5 Tết, khu vực này ít mưa, ngày trời nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là 35 độ, thấp nhất là 23 độ.